Rất vui được gặp lại các bạn trong một cái video tiếp theo của mình. Và mình vừa mới cải tạo một phòng trong ngôi nhà để trở thành một cái phòng làm việc cũng như là cái góc pha cà phê của mình. Trong cái video này thì mình sẽ cho các bạn thấy cách mình setup cái căn phòng này để trở thành một cái góc làm việc, một cái góc pha cà phê cũng như là một cái studio để mình quay những cái video trên tay hay là những cái video mà các bạn thấy ở trên YouTube. Mình cũng sẽ cho các bạn thấy trên bàn làm việc của mình để những cái gì để phục vụ cho nhu cầu công việc cũng như là giải trí. Và tất cả những cái đồ mình sử dụng thì mình sẽ để link ở trong phần mô tả của cái video này, để nếu mà các bạn có nhu cầu hay là các bạn có muốn tham khảo những cái đồ đó thì các bạn sẽ có thể có được cái hình dung về những cái sản phẩm này. Đầu tiên thì các bạn sẽ thấy đây là một cái phòng khá là nhỏ mà thôi. Mình không có nhiều không gian để mình có thể bài trí một cái căn phòng rộng cũng như là có nhiều góc và để nhiều đồ. Các bạn thấy phía sau của mình đây đang là cái bàn làm việc với cái máy tính của mình. Thì cái bàn mình sử dụng đó là một cái bàn nâng hạ. Bây giờ mình hiện tại mình sử dụng hai cái bàn nâng hạ của iCockpit. Cái bàn chính là FL1880. Mình đã có một cái video mình trên tay cái bàn này rồi. Đây là một cái bàn nâng hạ khá là to bởi vì mình muốn một cái bàn có kích thước lớn và độ ổn định cao khi mà mình đứng mình làm việc. Trên thực tế sau khoảng hơn 2 tháng sử dụng cái bàn này thì mình rất là ưng ý với nó. Bởi vì ngay cả khi mà mình đứng lên mình làm việc và mình gõ phím thì nó không hề bị rung lắc một chút nào cả. Bởi vì nó có 4 cái chân đây, các bạn thấy là nó có 2 motor ở phía dưới. Vậy thì nhược điểm của cái bàn này đó là khi mà nó nâng và nó hạ xuống, cái tốc độ nó sẽ chậm hơn cái bàn cũ của mình sử dụng. Còn lại thì mình rất ưng ý với cái bàn này. Mình tự đi đóng mặt gỗ, mình tự chọn màu mặt gỗ và mình về mình tự lắp ráp rất là đơn giản, không có gì khó khăn cả. Mình định để cái bàn này ở cái khu vực cửa kính này. Tuy nhiên mình thấy rằng nếu mà để cái bàn nó chơi vơi ở giữa phòng như vậy và khi mà mùa hè mình nhìn ra ngoài thì có thể nó sẽ dễ bị chói, nó sẽ dễ bị ánh nắng nó làm phân tâm mình mặc dù mình có rèm. Cho nên mình quyết định mình sẽ để nó bên góc tường. Ở bên cạnh cái bàn làm việc chính này thì mình cũng để một cái tủ mình tận dụng lại. Đây là một cái tủ cũ của mình và rất may là nó vừa vặn với khu vực này cũng như là cái chiều cao của nó vừa khít với lại cái mức mà mình thiết lập cái bàn này khi mà mình ngồi mình làm việc. Các bạn thấy là cái bàn và cái tủ này nó như kiểu là một thể thống nhất, nó sinh ra dành cho nhau vậy đúng không? Thì bây giờ mình đã có một cái bàn và một cái tủ với cái mặt phẳng nó trải rộng ra để mình có thể để tất cả những cái đồ, kể cả cái túi đi làm của mình và những quyển sách mình mua ở đây. Rồi, hãy bắt đầu với lại những cái đồ dùng mình để trên bàn làm việc của mình nhé. Trước đây thì mình sử dụng cái màn hình này thì mình để nó trực tiếp xuống mặt bàn. Tuy nhiên bây giờ thì mình mua thêm một cái kệ ở trên bàn để mình tăng cái độ cao của cái màn hình nó lên. Đấy, các bạn thấy đây là một cái kệ mình mua ở Việt Nam này. Cái trải nghiệm với cái kệ này nó không tốt lắm, nó không ngon lắm cho nên mình sẽ không để link của sản phẩm này ở trong cái video. Mình chỉ muốn nói với các bạn là mình đang có một cái kệ này đây. Bên cạnh việc nâng cái màn hình lên một độ cao cố định thì cái kệ này nó còn giúp cho mình để được những cái đồ của mình ở bên dưới. Ví dụ như các bạn thấy là mình đang để những cái máy đọc sách hay là những cái điện thoại mình mượn về, mình để tất cả ở đây để mình trưng bày cũng như là khi mình cần sử dụng thì mình lấy ra rất là dễ. Mình đang có cái máy Books Leaf 2 là cái máy đọc sách chính của mình. Bên cạnh đó thì mình còn có một chiếc Books Palma, nó là một chiếc máy đọc sách nhưng mà nó giống như cái điện thoại vậy. Ở cái phần kệ tiếp theo thì mình cũng để một cái đế sạc để mình sạc cho cái đồng hồ Apple Watch Ultra của mình. Mỗi khi mình đi làm về hay mình đi tập thể thao về thì mình đặt vào đây để nó sạc. Hôm sau mình sẽ có một cái đồng hồ đầy pin để mình sử dụng. Ở trên cái kệ này thì mình cũng đặt một cái khay đựng bút cũng như là kéo để khi mà mình ghi chú hay mình cần unbox gì đó thì mình có đồ. Và bên kia đó là một cái loa HomePod. Thực ra thì mình định đặt hai cái loa HomePod ở đây cơ, tuy nhiên thì một cái mình đang mang đi sửa từ rất lâu rồi, được gần một năm rồi nhưng mà mình vẫn chưa biết tung tích và tình trạng của nó ra sao. Mình thích loa HomePod bởi vì cái chất lượng của nó ổn và mình hài lòng với cái chất lượng cũng như là cái khả năng kết nối rất là nhanh và tiện của nó với máy Mac, với máy iPhone khi mình cần nghe nhạc. Ở bên cạnh cái HomePod này thì các bạn sẽ thấy mình đặt một cái khung ảnh thông minh. Mình thích sử dụng cái khung ảnh này bởi vì mình cho những ảnh của gia đình mình, của con mình hay là những cái hoạt động mà mình yêu thích vào đây để nó sẽ shuffle, nó sẽ hiển thị ngẫu nhiên những cái ảnh đó. Khi mình ngồi làm việc, mình liếc sang để mình nhớ lại những cái kỷ niệm, những cái ký ức đẹp đó. Cái khung ảnh mình sử dụng ở đây đó là Facebook Portal. Thì cái Portal này bây giờ đã bị Facebook ngừng phát triển rồi. Nhưng mà đây là một cái khung ảnh mình rất là thích bởi vì cái thiết kế vuông của nó và nó rất giống một cái khung ảnh. Các bạn sẽ thấy là mình có thể vừa đặt chiều ngang hoặc là đặt chiều dọc như thế này. Mình không sử dụng cái sản phẩm này một mục đích nào khác ngoài việc sử dụng nó như là một cái khung ảnh. Tức là nó cứ nằm ở đó và nó hiển thị ảnh mà thôi. Khi nào mình đi ra ngoài nó thấy yên tĩnh thì nó sẽ tắt đi. Còn khi nào mà mình có mặt mình hoặc là mình có tiếng động ở trong phòng ạ, thì nó sẽ bật lên. Cái thành phần chính của cái bàn làm việc của mình đó là cái màn hình LG Ultra Fine 4K. Đây là một cái màn hình mình mua rất là lâu rồi. Mình nhớ là từ năm 2018 thì phải. Tức là bây giờ đã được 5-6 năm gì. Tuy nhiên thì mình hoàn toàn hài lòng với cái màn hình này. Mình không có gì mình chê ở cái Ultra Fine 4K này cả.
các bạn sẽ thấy cái ngoại hình của cái màn hình này nó là một cái lớp vỏ nhựa và nó khá là thô cũng như là ọp ẹp. Tuy nhiên thì trái lại, nó đem lại một cái chất lượng hiển thị cực kỳ xuất sắc cho người dùng Mac. Bởi vì các bạn sẽ biết được rằng cái dòng UltraFine này, cái dòng ban đầu của nó 4K và 5K là những cái sản phẩm mà LG hợp tác với Apple để tinh chỉnh màu sắc sao cho nó phù hợp và nó đúng nhất với người dùng Mac. Cái chất lượng hiển thị cũng như là màu sắc của nó hoàn toàn ưng ý với mắt của mình. Thực ra thì cái độ sáng nó hơi thấp. Khi mà các bạn thấy là cái video này mình đang quay là trời đang nắng gắt này, thì đôi khi mình nhìn vào màn hình và mình để độ sáng cao nhất thì nó vẫn bị bóng của ánh nắng đằng sau nó chiếu vào. Mình nghĩ là mình sẽ phải lắp một cái rèm tối hơn cho cái phòng làm việc của mình. Mình đang nối cái màn hình này với cái máy MacBook Pro 14 inch dùng chip M1 Pro năm 2021 của mình. Đây là một cái máy làm việc chính của mình, tức là mình sử dụng nó để làm việc tại nhà, mình nối ra mình ngoài cũng như mình mang đi làm ở ngoài, mình mang đi cà phê. Với cái máy Mac này thì mình cũng kết nối với cái màn hình thông qua một sợi Thunderbolt duy nhất mà thôi. Đó, cái màn hình này nó sinh ra cho máy Mac mà, cho nên là cả hai nó chỉ cần kết nối thông qua một sợi dây cáp duy nhất này là mình đã có thể xuất tín hiệu ra màn hình cũng như là sạc lại cho cái máy tính. Rất đơn giản, không có gì phức tạp cả. Mình cũng sử dụng một cái hub ở đây để mình kết nối những thiết bị ngoại vi với cái máy tính của mình, đó là cái đầu đọc thẻ nhớ và bàn phím. Cái bàn phím mình sử dụng ở đây đó là một cái bàn phím cơ, nó có tên là Dark Orient version 2.5. Thì đây là một cái bàn phím cơ tùy biến, nó rất là nặng, tuy nhiên cái việc nó nặng nó có giúp cho cái thao tác gõ phím của mình nó đầm và nó dễ hơn. Cái bàn phím này mình cũng rất là ưng ý với cái vỏ ngoài bằng nhôm CNC cũng như là cái phần keycap màu xanh ở bên trên này rất là nổi bật và đẹp, đúng không? Cái bàn phím này nó cũng sẽ nâng lên một góc cố định, cho nên là khi mà mình gõ thì cái tay của mình nó rất là thuận tiện và nó giúp cho mình gõ nhanh và tự tin hơn. Mình là một người làm việc gõ phím, gõ nội dung rất nhiều, cho nên mình cũng đầu tư rất là tốt cho cái bàn phím của mình để nó tăng cái trải nghiệm gõ cũng như là giúp cho tay mình đỡ bị mỏi. Bên cạnh cái bàn phím này thì mình sử dụng con chuột là Magic Mouse cho tất cả những công việc của mình. Mình làm việc chỉnh hình nè, chỉnh phim nè, tất cả mọi thứ với con chuột này, và mình hoàn toàn ưng ý, tức là mình về đội có thể sử dụng được Magic Mouse. Có rất là nhiều người chê con chuột này, thắc mắc là không hiểu tại sao mà người ta lại thiết kế ra và có thể sử dụng một con chuột dị như vậy. Mình có thể là mình dùng quen hoặc có thể là mình thích Apple, cho nên mình hoàn toàn mình có thể sử dụng Magic Mouse. Mặc dù cái bàn tay của mình rất lớn nha, khi mà mình cầm một con chuột thì coi như gần như các bạn sẽ không thấy con chuột đó, và nó sẽ lọt thỏm trong lòng bàn tay của mình. Mình dùng thì mình không thấy mỏi tay gì cả. Vì thế mình chưa nghĩ mình cần phải thay đổi lên một con chuột nào khác, con chuột công tay học hoặc một con chuột to hơn. Ở bên cạnh cái bàn làm việc này thì mình cũng để một cái kệ để mình để cây. Mình rất thích trồng cây ở trong nhà, mình có riêng một cái kệ cây cơ, nhưng mà mình không để trong cái phòng làm việc của mình. Và hiện tại thì mình đang để một cây Monstera ở trên bàn này. Các bạn thấy là nó rất đẹp đúng không? Nó sẽ giúp cho cái không gian của mình nó có màu xanh một chút. Và đặc biệt là khi mà mình quay video hay là mình chụp hình ấy, thì nó cũng sẽ là một cái background rất đẹp. Dịch một chút sang bên cái tủ này, các bạn thấy là trên bề mặt nó thì mình đang để những quyển sách của mình và một cái túi đi làm. Cái túi đi làm này có hiệu là National Geographic. Nó là một cái túi mình rất là ưng ý và mình sử dụng nó trong vài ba năm nay rồi. Không chỉ cái túi này mà mình còn có hai cái ba lô khác với thương hiệu National Geographic. Mình thích cái thương hiệu này bởi vì những cái túi nó làm ra nhìn rất là bụi bặm và phong trần. Nó dành cho những người nào thích đi phượt hay thích đi du lịch gì đó. Nhưng mà mình thì mình không đi nhiều, mình chỉ mang đi làm mà thôi. Nhưng mà nó lại rất là đẹp và nó hợp với cái phong cách của mình. Vào buổi tối khi mình làm việc ở trong căn phòng của mình thì mình sử dụng đèn Philips để chiếu sáng. Mình không thích sử dụng những cái đèn downlight hay là đèn trên trần, bởi vì khi đó thì ánh sáng nó quá gắt và nó quá sáng, mình không kiểm soát được những ánh sáng đó khi mình làm việc. Như các bạn đang thấy thì mình đang để ba cái đèn ở phía trước màn hình này và một cái đèn ở phía sau. Như vậy thì với bốn cái bóng này thôi nó đã đủ, nó chiếu sáng cho phòng của mình, tức là nó không phải là sáng gắt và sáng toàn bộ phòng, nhưng mà nó sáng đủ để mình có thể vừa làm việc và mình vừa có thể nhìn được xung quanh. Cái mình muốn nói đến đây và cái mình thích nhất ở trong hệ sinh thái đèn của Philips đó là cái khả năng blend màu sắc, tức là nó hòa trộn màu sắc của tất cả bốn cái bóng đèn đó để tạo cho mình một cái hệ thống nhìn nó đẹp mắt hơn, nó vui vẻ và nó ấm cúng hơn. Ở trong ứng dụng Philips Hue ở trên iOS cũng như là Android này thì mình có thể bật tắt từng bóng đèn cũng như là chỉnh màu sắc cho những cái bóng đó. Như các bạn đang thấy thì mình đang gom bốn cái đèn này vào trong cái phòng làm việc của mình, và thông qua cái gallery, tức là cái thư viện này này, thì mình có thể chọn được rất là nhiều những cái preset về màu sắc khác nhau. Nó sẽ sử dụng những cái tên gọi rất là đáng yêu ở đây để nó thể hiện cho những cái màu sắc mà bốn cái đèn này nó sẽ bật và nó sẽ hòa trộn với nhau. Họ có một ý tưởng hay và cái cách họ thể hiện cũng rất là tuyệt vời. Nó tuyệt vời bởi vì các bạn thấy rằng những cái đèn Philips này nó hiển thị màu sắc rất là mịn, nhẹ nhàng chứ nó không hề gắt. Đó là cái quan trọng nhất khi mà sử dụng đèn nha. Tại vì với những cái đèn này chúng ta không cần nó hiển thị quá sáng và quá gắt, mà những cái việc mà nó chuyển màu này hoặc nó hiển thị màu này nó cũng rất là mịn màng và nhẹ nhàng với mắt của mình.
Đặc biệt là các bạn sẽ thích khi mà ví dụ như với cái đèn dây mình gắn phía sau màn hình này, nó là cái đèn gradient, tức là nó có thể chuyển đổi giữa nhiều màu sắc khác nhau. Và như vậy khi mà mình chơi game, mình nghe nhạc hay là mình chỉ cần sử dụng màn hình máy tính thôi thì nó cũng sẽ tự động đồng bộ với cái màu của màn hình và nó hiển thị màu sắc đó ở phía sau. Rất là hay. Cái tốc độ nó đồng bộ rất là nhanh và tức thì nha. Ví dụ như mình có thử chơi một cái đoạn video mà nhiều màu sắc nó pha lẫn với nhau theo tốc độ nhanh ấy, thì ba cái đèn của mình cũng sẽ đồng bộ thời gian thực luôn. Sau khi sử dụng những cái đèn này thì mình mới thấy được rằng mình sử dụng màn hình vào ban đêm nếu mà không có những cái đèn hỗ trợ thì cái độ tương phản nó quá cao giữa màn hình và cái khoảng tối xung quanh. Cho nên là đặc biệt là khi mà mình xem phim hay là mình chơi game hoặc là mình xem những cái gì mà cần độ sáng cao một chút thì cái mắt của mình nó rất dễ bị chói và bị mỏi bởi vì nó sự chênh lệch về độ tương phản quá cao mà. Nhưng mà bây giờ với sự hỗ trợ của đèn light strip cũng như là hai cái đèn hai bên đây thì nó sẽ giúp cho cái vầng sáng nó tỏa ra rộng hơn và nó sẽ nhẹ nhàng, nó sẽ mịn dần đi. Tức là ánh sáng màn hình sẽ là sáng nhất, sau đó nó sẽ tỏa dần ra các cạnh, các góc và nó sẽ tối dần đi. Như vậy thì nó sẽ giúp cho cái mắt của mình đỡ bị mỏi và nó sẽ tạo một hiệu ứng đẹp hơn. Đặc biệt là khi mà mình chơi game hoặc là mình nghe nhạc thì các bạn sẽ thấy là nó đập và nó nháy rất là điên cuồng đúng không? Các bạn thấy là mình đang có một cái rèm ở đây và nắng sớm nó chiếu vào nhìn đẹp không? Đầu tiên thì đây sẽ là một cái máy pha cà phê. Đây là cái ECM Puristica. Mình đã có bài trên tay cái máy này. Nó là một cái máy rất tuyệt vời, nhỏ gọn, dành cho mục đích chỉ pha espresso mà thôi. Sắp tới mình sẽ đánh giá chi tiết về nó. Cái máy sau mà mình sử dụng đó là cái DF64. Mình nghĩ đây sẽ là một bộ rất là ngon dành cho anh em nào uống espresso. Đây là một cái kệ IKEA mình mua để mình để cốc, để ly và để những cái phụ kiện đó. Di chuyển sang một chút nữa thì các bạn sẽ thấy là mình có một góc để mình pha pour over. Đây là một bộ pour over rất đẹp với một cái bình và cái phễu đây. Đó, các bạn sẽ thấy là cái phễu và cái bình này nó không phải là thủy tinh trong hoàn toàn mà nó là trong đậm. Cho nên là nó kết hợp với cái màu gỗ này rất là đẹp. Cảm ơn Oppo đã tặng mình bộ này. Trên cái bàn cà phê này thì mình cũng để hai cái, một là cái đèn Philips. Cái đèn này khi buổi tối mình sẽ bật lên thì cái góc này nó sẽ sáng. Và đây là một cục phát wifi Netgear Orbi. Nhà mình dùng mạng wifi mesh. Mình để một cục ngoài phòng khách và một cục wifi này mình để trong phòng của mình. Đó là cái setup cho góc làm việc cũng như là góc pha cà phê của mình. Các bạn có cần góp ý gì với mình thì các bạn comment ở bên dưới nha. Còn hiện tại thì mình đang hài lòng với lại cái setup này. Trong tương lai thì mình sẽ bổ sung thêm một số cho cái căn phòng của mình. Đó là mình sẽ lắp thêm rèm, mình sẽ trang trí nó bằng những cái bức tranh hoặc là những cái tấm tiêu âm để giúp cho cái phòng nó bớt vang khi mình quay video thì cái chất lượng âm thanh nó sẽ tốt hơn. Hy vọng là mình sẽ có một cách nào đấy để mình khắc phục những cái vấn đề này. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video tiếp theo mình nâng cấp cái góc làm việc của mình nhé.